Xin chào tất cả các bạn, hôm nay CNC 3DS xin giới thiệu với các bạn con trượt vuông Hewin MGN và thanh trượt vuông Hewin MGN. Thì bộ đôi con trượt và thanh trượt vuông Hewin được ứng dụng làm dẫn hướng trong các máy CNC, các máy khắc laser hay là các hệ thống tự động chính xác. Thì các bạn cũng biết Hewin là nhà sản xuất chuyên nghiệp trên thế giới về các sản phẩm công nghệ như là thanh trượt, fitmebi cho các ứng dụng chính xác. Và sản phẩm thì được các hãng công nghệ lớn như là Makino, Makita hay là Mitsubishi của Nhật Bản tin dùng. Ngoài ra thì Hewin cũng đại diện thương hiệu về các công nghệ điều khiển như là động cơ servo, các dây chuyền tự động hóa hay là các hệ thống điều khiển truyền dẫn. Thì các bạn có thể thấy trên đây mình đang có một số con trượt vuông Hewin MGN đó, và đây là thanh trượt vuông Hewin MGN này đó. Đầu tiên đây là con trượt vuông Hewin MGN 15H này đó, còn đây là con trượt vuông Hewin MGN 15C này đó, là đây là con trượt vuông Hewin MGN 12H này đó. Đây là con trượt vuông Hewin MGN 12C này. Còn đây là con trượt vuông Hewin MGN 9H này. Đây là con trượt vuông MGN 9C này. Còn đây là con trượt MGN 7H này. Và mình đã bóc ra một con trượt vuông Hewin MGN 12H này, các bạn có thể thấy. Đó. Trên thân con trượt này thì có khắc tên thương hiệu này, mã của con trượt này. Con trượt thì có một nắp nhựa để chặn vòng bi này. Và bên đây là hai lỗ đen, các bạn có thể lắp vú dầu hay là vú mỡ để bôi trơn cho con trượt và ray trượt. Đó. Và so sánh với con trượt 12C này, đó, đây là dòng H này, còn đây là dòng C. Đây, các bạn có thể thấy. Đây, các bạn so sánh luôn này. Thì con trượt MGN dòng H này và con trượt MGN dòng C này thì khác nhau về kích thước mặt tiếp xúc thôi. Còn lại các kích thước khác thì đều giống nhau. Thì các bạn có thể thấy khoảng cách tâm lỗ trên con trượt MGN dạng H này sẽ lớn hơn con trượt MGN dạng C này, và cái diện tích tiếp xúc trên con trượt MGN dạng H này sẽ lớn hơn diện tích tiếp xúc trên con trượt MGN dạng C này đó, nên là cái con trượt MGN dạng H này chịu được tải trọng cao hơn so với con trượt MGN dạng C đó. Thì đặc điểm của con trượt Hewin MGN này là có 4 hàng bi đơn, độ cứng cao trong tất cả các hướng lên xuống trái phải, cấu trúc bôi trơn thì rất là đơn giản và có khả năng tự động định tâm, tự sửa lỗi trong quá trình lắp đặt. Thì đối với con trượt Hewin MGN thì có tải trọng động là 180 kN và tải trọng tĩnh là 320 kN. Đó. Thì con trượt vuông Hewin này có tuổi thọ cao, trong môi trường bôi trơn tốt tuổi thọ có thể lên tới 80.000 giờ, đáp ứng được điều kiện làm việc ở cái tốc độ cao từ 13 đến 15 m trên một phút. Có độ chính xác rất là cao, chuyển động thì rất là êm ái, mượt mà, ma sát thấp và tiếng ồn thì rất là nhỏ. Đấy, sản phẩm thì rất là dễ dàng lắp đặt, và tí nữa mình sẽ lắp một con trượt vuông Hewin với một thanh trượt Hewin để cho các bạn có thể tham khảo. Đó. Và tiếp theo là thanh trượt vuông Hewin MGN. Đó. Đây là thanh trượt vuông Hewin MGN 15C này. Đây là thanh trượt vuông Hewin MGN 12C này. Đây là thanh trượt vuông Hewin MGN 9C này. Đó. Và đây là thanh trượt vuông Hewin MGN 7C. Đó. Thì ở trên thanh trượt có thiết kế các lỗ bắt vít để cho các bạn sử dụng. Đó. Và trên thanh trượt đây thì có khắc tên thương hiệu này, mã của sản phẩm này. Và đây là thanh trượt Hewin chính hãng nên là chữ khắc thì rất là sắc sảo và rất là đẹp. Đó, các bạn có thể thấy. Đó. Phải nghiêng nghiêng một chút mới nhìn rõ. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ lắp ráp một con trượt vuông Hewin MGN 12H với một thanh trượt vuông Hewin MGN 12C để cho các bạn có thể tham khảo. Đó. Thì đây là nắp chắn nhựa của con trượt này. Đó. Các bạn có thể tham khảo cách mình làm này. Đó. Đó. Các bạn đặt con trượt với ray trượt như thế này, xong là tiến dần dần con trượt vào. Đó. Để con trượt đẩy cái nắp nhựa ra. Đó. Đó. Các bạn phải chú ý cái nắp nhựa này không bi trong con trượt sẽ rơi ra thì sẽ rất khó để các bạn có thể tra bi vào. À, các bạn có thể thấy trên thì các bạn có thể thấy chuyển động giữa con trượt và thanh trượt rất là êm ái, nhẹ nhàng. Đó. Khi các bạn cầm lên các bạn đẩy, các bạn mới thấy là nó rất là êm và rất là nhẹ. Thì thanh trượt Hewin là một loại dẫn hướng lăn, các viên bi thép đặc biệt lăn vô hạn trong chu trình giữa thanh trượt và nắp trượt. Đó, hệ số ma sát thì có thể giảm xuống 1/50 so với dẫn hướng trượt thông thường. Đó. Con trượt và thanh trượt vuông Hewin MGN thì dễ dàng đạt được độ chính xác định vị cấp micromet. Và thanh trượt thì có khả năng chịu tải trọng trong mọi hướng như là lên xuống trái phải. Đó, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo con trượt này ra. Đó, thì các bạn cũng đặt cái nắp chặn bi như thế này. Đó, xong là các bạn đưa con trượt ra thôi. Đó, các bạn lựa một chút.
Đó. Các bạn phải chú ý cái nắp chặn bi này. Đó. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn về con trượt vuông Hewin MGN và thanh trượt vuông Hewin MGN. Thì bạn nào còn có thắc mắc hay cần được tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để được giải đáp. Và mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.